xin chào các em. Ta sẽ đến với bài số 3, liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Bài này cũng tương đối ngắn. Vậy chúng ta sẽ xét bài toán số 1 sau đây. Cho AB và CD là hai dây khác đường kính của đường tròn O, gọi OH, OK theo thứ tự là khoảng cách từ tâm O đến AB và CD. Chứng minh rằng OH bình phương cộng HB bình phương bằng OK bình phương cộng KD bình phương. Người ta có hình vẽ hình số 68 này, thấy không? Giờ mình sẽ chứng minh cái đoạn OH bình cộng cho KD bình sẽ bằng OH này OK bình chứ, đúng không? OK bình cộng KD bình sẽ bằng OH bình cộng HB bình. Thì ta chứng minh rất là đơn giản, nghe không? Ta có tam giác OHD là tam giác vuông. Sử dụng định lý Pythagore ta sẽ có là gì đây? OH bình, đó là OK bình cộng KD bình thì nó bằng OD bình bằng R. OH bình cộng HB bình thì bằng OB bình cũng bằng R bình. Như vậy suy ra được là hai cái tổng của nó bằng nhau, phải không? Người ta chứng minh cho ta xem. Áp dụng định lý Pythagore, ta có OH bình cộng cho HB bình thì bằng OB bình. Mà OD thì chính là bằng R, cho nên bằng R bình. OK bình cộng KD bình thì bằng OD bình, cũng bằng R. Như vậy thì ta thấy hai vế tương ứng là bằng nhau. Từ 1 và 2 tôi suy ra OH bình cộng HB bình bằng OK bình cộng KD bình. Như vậy thì ý nghĩa của cái bài này là gì đây các em? Ý nghĩa người ta muốn nói là đây, nếu như OH mà nó bằng OK, được chưa? Đây, nếu như mà OH mà nó bằng OK thì HB nó phải bằng KD, mà HB thì nó lại bằng một nửa AB, KD thì lại bằng một nửa CD. Cho nên nếu như mà OH bằng OK thì AB nó sẽ bằng CD. Và ngược lại, nếu như mà AB bằng CD thì OH sẽ bằng OK, được chưa? Thì người ta sẽ có một cái định lý ở dưới đó. Ở đây là nếu như mà cái dây mà nó đi qua tâm thì cái định lý cái bài toán này nó vẫn đúng ra, thấy không? Nếu như mà ABCD là hai dây bất kỳ thì trường hợp nó đi qua tâm thì OH và OK nó bằng không thôi, thấy không? Vẫn đúng. Vậy ta có cái định lý liên hệ giữa dây và khoảng cách từ tâm đến dây. Như vậy thì trong một đường tròn thì hai dây bằng nhau, thấy không? Thì cách đều tâm, tức là khoảng cách từ dây đến tâm là bằng nhau. Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau, tức là hai dây mà nó có khoảng cách tới tâm bằng nhau thì nó sẽ bằng nhau. Lấy cái hình ở trên hồi nãy đó, thấy không? OH với OK đó là khoảng cách từ tâm cho tới dây, thấy không? Đây, khoảng cách từ tâm cho tới AB chính là OK, khoảng cách từ tâm cho tới CD chính là OK, OH, đây là OH. Như vậy khoảng cách từ tâm đến dây, thấy không? Là OH bằng OK thì hai dây nó sẽ bằng nhau nếu như mà hai khoảng cách nó bằng nhau. Và ngược lại, nếu như mà hai dây bằng nhau thì khoảng cách từ tâm đến dây nó sẽ bằng nhau luôn. Rồi, chúng ta có câu hỏi chấm số 2. Hãy sử dụng kết quả của bài toán ở mục 1 để so sánh các độ dài OH và OK nếu biết AB lớn hơn CD. Ta dựa vào kết quả hồi nãy, nghe không? Nếu như mà AB mà lớn hơn CD, em nhìn lên cái hình đây, AB mà lớn hơn CD tức là HB nó sẽ lớn hơn KD. Đây, HB nó lớn hơn KD thì bình phương nó cũng hiển nhiên là lớn hơn rồi. Ông này lớn hơn ông này, mà cái tổng bên trái thì lại bằng cái tổng bên phải, cho nên buộc là OH nó phải nhỏ hơn OK, được chưa? Như vậy chúng ta sẽ có cái dây mà càng lớn thì cái khoảng cách từ tâm đến dây nó sẽ càng bé, được chưa? Phải nhỏ lại để hai cái vế đó tương đồng nhau. Rồi, AB và CD nếu OH nhỏ hơn OK thì nó ngược lại, thấy không? OH mà nhỏ hơn OK thì cái dây nào sẽ lớn hơn? Đây, OH mà nhỏ hơn OK thì cái HB này nó phải lớn hơn cái KD để mình cộng vô, thấy không? Nó tương đồng nhau, nó bằng nhau. HB mà lớn hơn KD thì suy ra là gì? HB mà lớn hơn KD thì AB sẽ lớn hơn CD.
đúng không? OH nhỏ hơn OK, đúng rồi. OH mà nhỏ hơn OK thì AB nó phải lớn hơn CD. Chúng ta sửa vô. Câu hỏi chấm số 2, chúng ta có định lý số 2 như sau: trong hai dây có một đường tròn, dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn. Đó, từ cái hỏi chấm số 2 chúng ta suy ra thôi. Được chưa? Cái dây nào lớn hơn thì dây đó sẽ gần tâm hơn. Đây, dây AB lớn hơn dây CD thì OH nó sẽ nhỏ hơn OK. Khoảng cách tới tâm sẽ ngắn hơn. Còn cái khoảng cách nào, khoảng cách tới tâm nào mà lớn hơn thì cái dây nó sẽ khoảng cách tới tâm mà nó càng lớn thì cái dây nó sẽ càng nhỏ. Nào, đây chúng ta có cái định lý số 2: dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn, còn dây nào mà gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn. Và ở đây ta lưu ý là cái dây lớn nhất, được chưa? Tức là cái khoảng cách từ cái dây đó tới tâm là nó bằng không, tức là đường kính. Ở chấm số 3, cho tam giác ABC, O là giao điểm của các đường trung trực của tam giác ABC, của tam giác DES theo thứ tự là trung điểm của các cạnh AB, BC và AC. Cho biết OD lớn hơn OE, OE bằng OF. Hãy so sánh độ dài BC và AC. Đấy, em nhìn nghe. BC và AC. Ở đây mình có là OE nó bằng OF thì hiển nhiên là BC nó sẽ bằng AC. AB và AC, AB và AC. Chúng ta có giao điểm của ba đường trung trực là tâm đường tròn ngoại tiếp, thấy không? Mà ở đây người ta cho là OD nó lớn hơn OE, tức là khoảng cách từ dây cho tới tâm thì cái thằng dây AB này có khoảng cách lớn hơn, cho nên độ dài của dây AB nó sẽ nhỏ hơn AC. Mới điền vô là nhỏ hơn. Còn BC với AC thì nó bằng nhau. Và chúng ta sẽ có bài tập số 12. Cho được chọn combo bán kính bằng 5, dây AB bằng 8, tính khoảng cách từ tâm đến dây AB. Đây thì sẽ dễ hình cho chúng ta. Rồi chúng ta sẽ có một cái đường tròn. Có cái đây đường tròn O bán kính bằng 5, như vậy thì sẽ có cái bán kính bằng 5. Đã có cái bán kính bằng 5. Đặt tên cho nó ha. Đây là điểm A, O và đây là điểm A. Tiếp tục, dây AB bằng 8. Dây AB bằng 8. Mình cho cái này phải là dây. Rồi, mình vẽ một cái dây AB bằng 8. Mình dễ quạt quả hơn nha, gần gần bằng được, không nhất thiết phải chính xác cho lắm ha. Đấy như bài này. Rồi đây là dây AB, tính khoảng cách từ tâm O đến dây AB. Như vậy chúng ta sẽ vẽ cái khoảng cách từ tâm O đến dây AB. Thầy sẽ dựng đường vuông góc từ tâm O đến dây AB. Nó sẽ cắt cái dây AB này tại một cái điểm nào đó, được chưa? Mình sẽ đặt tên nó là điểm Y đi chẳng hạn. Y. Rồi, khoảng cách từ tâm O đến dây AB này chính là cái đoạn OY. Bây giờ ta sẽ tính độ dài của
cái đoạn U, tức là khoảng cách từ tâm O đến dây AB. Rồi chúng ta sẽ nối cái tam giác, xuất hiện cái tam giác OIB. Được chưa? Rồi ở đây ta sẽ có là OB thì chính là bán kính, thấy không? Như vậy nó bằng 5. AB sẽ gấp đôi là IB, cho nên là IB nó sẽ bằng 4. Như vậy sử dụng định lý Pythagore thì sẽ có OI sẽ bằng là OB bình trừ đi IB bình x căn, tức là 5 bình trừ đi 4 bình căn thì nó bằng 3. Đơn giản. Cố hạn. Ta có theo định lý Pythagore đi. Theo định lý Pythagore ta có OB bình sẽ bằng OI bình cộng IB bình. Điều này nó sẽ dẫn đến là OI nó sẽ bằng căn bậc 2 của OB bình trừ đi IB bình, tức là bằng căn của 5 bình trừ đi 4 bình thì nó bằng 3. Như vậy mình có khoảng cách từ tâm O cho đến đường thẳng cho đến dây AB là bằng 3. Đơn vị của mình nó như cái cm thôi. Rồi cm. IB gọi Y là điểm trùng điểm Y hả? Thay đổi tên. Sửa tên điểm này là điểm H ha. Sửa OH. Rồi gọi Y là điểm thuộc dây AB sao cho AI bằng 1. Y thuộc dây AB sao cho AI bằng 1. Rồi điểm Y nó nằm đâu đây nè? Này bằng 4 nó chia làm 2. Y. Kẻ dây CD đi qua Y và vuông góc với AB. Kẻ dây CD đi qua Y và vuông góc với AB. Như vậy ta đặt cái thước và điểm Y này mình dựng cái đường vuông góc với AB. Được chưa? Thì đây chính là dây CD. Tiếp tục. Chứng minh rằng CD bằng AB. Chứng minh rằng CD bằng AB. Rồi chúng ta nhìn hình, đây là dây CD, đây là dây AB. Như vậy để chứng minh hai dây bằng nhau thì ta sẽ chứng minh hai cái khoảng cách từ tâm cho đến hai cái dây đó là bằng nhau. Như vậy mình có khoảng cách từ tâm cho đến AB là OH, được chưa? Tâm từ O đến AB là OH. Rồi. À, vậy khoảng cách từ tâm O chứ hả? Đúng không? Khoảng cách từ tâm cho đến dây AB là bằng OH. Bây giờ chúng ta sẽ dựng cái khoảng cách từ tâm O cho tới dây CD. Đây thì dựng đường vuông góc. Như vậy chúng ta sẽ có đây chính là khoảng cách từ tâm O cho đến dây CD thì đặt nó là điểm K. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chứng minh là OH bằng với OK. Để cho dễ hình dung thì sẽ nói OI là như vậy thì cái tam giác OKI này vẫn là tam giác vuông chưa? Như vậy thì nãy ta đã tính được OH này là bằng 3. Bây giờ ta sẽ chứng minh là cái OK này nó cũng bằng 3 là xong.
Bây giờ ta sẽ có là AI là bằng 1 thì dẫn đến là IH là bằng mấy các em? À, bằng AH trừ đi AI, tức là 4 trừ 1 bằng 3, IH bằng 3. OH này hồi nãy cũng bằng 3. Như vậy sử dụng định lý Pythagore ta sẽ tính được OI. Có cái OI này, nghe không? Mà cái tam giác IH O này lại là tam giác vuông cân, nghe không? Vuông cân. Và chúng ta có cái tứ giác OKIH này là hình chữ nhật. À, lý do nó có mấy cái vuông à? Ba cái vuông mà hai cạnh kề bằng nhau nữa, cho nên nó là hình vuông. Hình vuông thì suy ra cái cạnh nào bằng cạnh nào? Suy ra cạnh KI này nó bằng cạnh KO, nghe không? Và sử dụng định lý Pythagore ta sẽ tính được cái cạnh OK này, và ta sẽ chứng minh được là cái cạnh OK này nó bằng cạnh OH, nghe không? Sau khi ta tính OK nó sẽ bằng 3. Như vậy mình trình bày như thế nào đây? Vậy ta có IH thì nó bằng AH trừ đi AI, mà AH của mình là bằng 4 trừ đi AI là 1, như vậy nó bằng 3. À đây mình như vậy mình có IH thì mình suy ra được là OK luôn à, đúng chưa? Thằng này bằng 3 thì thằng này cũng bằng 3 luôn, và chứng minh tứ giác này là hình vuông thôi, đúng không? À, tứ giác OHIK là có đi em, có 3 góc vuông. Nên là hình chữ nhật. Mà IH bằng 3, OH cũng bằng 3, tức là IH nó bằng OH bằng 3 cm. Từ hai điều này suy ra tứ giác đó là hình vuông. Như vậy suy ra tứ giác OHIK là hình vuông. Là hình vuông thì suy ra được cái cạnh IH nó sẽ bằng cạnh OK, và nó sẽ bằng 3 cm. Như vậy mình có OH bằng OK bằng 3 cm. Như vậy suy ra được là vậy CD bằng AB, đúng chưa? Rồi chúng ta có khoảng cách từ dây cho tới tâm, đúng không? Mà bằng nhau thì hai cái dây nó sẽ bằng nhau. Rồi chúng ta đã chứng minh được OH bằng với OK, suy ra hai dây bằng nhau. Tiếp tục bài số 13, cho được tròn ô các dây AB và CD bằng nhau. Rồi chúng ta sẽ sang phần thứ ba. Cho được trường ô có các dây ABCD bằng nhau, các tia AB và CD cắt nhau tại điểm E. Và kẻ hình tròn hai dây bằng nhau. Đây thì đo cái dạng này 11,52 di chuyển thêm một cái dây. Rồi, ta sẽ được 2 giây.
bằng nhau. Các tia AB và CD cắt nhau tại E. AB và CD cắt nhau tại E. Chúng ta phải dựng cái đường thẳng AB và CD rồi, thấy không? Rồi, nó sẽ có cái giao điểm là E. Mình phải vẽ cái đường tròn nhỏ lại tí để thấy giao điểm. Đây chính là điểm A. Rồi, nằm ngoài đường tròn, đúng chưa? HK theo thứ tự là trung điểm của AB và CD. Đây là những trung điểm của AB và CD. Đây là điểm H. Đây là điểm K. Đây mình có dây CD bằng dây AB cho nên mấy cái đoạn nó bằng nhau hết, mình ký hiệu giống nha. Rồi, yêu cầu chứng minh EH bằng EK. EH bằng EK. Rồi, để cho nó dễ thì thầy sẽ dựng thêm một số cái đường phụ, thầy nối điểm E với điểm O, điểm O với điểm H, điểm O với điểm K. Rồi chúng ta muốn chứng minh EH, EH bằng EK thì chúng ta chứng minh nó về một cái tổng, mà cái tổng nó bằng nhau thôi. Đây dễ dàng thấy tam giác EHO là tam giác vuông, cho nên EH bình phương sẽ bằng căn bậc 2 của EO bình phương trừ đi OH bình phương. Tương tự EK bình phương thì bằng EO bình phương trừ đi OK bình phương. Và OE thì dương nhau rồi, OH nó lại bằng O, OK do dây AB nó bằng CD, cho nên suy ra hai cái tổ hợp đó nó bằng nhau. Chúng ta được điều phân chứng minh. Rồi ta trình bày như sau. Ta có gì đây? Theo định lý Pythagore. Ta có EH thì bằng căn bậc 2 của EO bình phương trừ đi OH bình phương. Rồi, EK thì nó bằng căn bậc 2 của EO bình phương trừ đi OK bình phương. Mà OH nó bằng O, OK. Cái này là do AB nó bằng CD. Như vậy từ ba điều này sẽ suy ra được là EH bằng E, EK. EA bằng EC. EA bằng EC. EA thì nó bằng là EH trừ đi AH. Rồi EC thì nó bằng EK trừ đi K, KC. Mà AH thì nó lại bằng K, KC do AB nó bằng CD. Như vậy suy ra EA bằng EC. Rồi ta có EA nó sẽ bằng là EH trừ đi AH. Nhìn lên hình mới thấy liền, thấy không? EC thì nó bằng EK trừ đi KC. Mà AH, AH thì bằng KC nè, thấy không? Mà AH bằng KC. Cái này là do AB nó bằng CD. Rồi EH thì nó bằng EK. EH bằng EK
cái này là theo câu câu A, đúng chưa? Đây là EH bằng EK. Như vậy từ bốn điều này suy ra được là EA nó bằng EC. Xong. Tiếp tục ta sang bài số 14. Cho đường tròn O bán kính 25, DAB bằng 40, vẽ JCD song song với AB và có khoảng cách tính DAB bằng 22, tính độ dài JCD. Ta sẽ dựng một hình vẽ. Rồi người ta cho cái đường tròn bán kính là 25 với một cái dây bằng 40. Dây này bằng 40. Rồi đoạn này là 25. Bán kính. Tương đối với em, vẽ dây CD song song với AB. Rồi đặt cái này chính là dây AB này. Rồi CD song song với AB có khoảng cách đến AB bằng 22. Rồi giờ chúng ta phải dựng một cái dây song song với AB mà có khoảng cách đến dây AB nó bằng 22. Đây là điểm C đi, được chưa? Chúng ta sẽ dựng cái đường song song với AB. Cắt thằng này tại điểm D. Mình có khoảng cách từ từ cái dây này cho đến AB là bằng 22 nhé. Tạm thời thì ta hình dung là khoảng cách từ AB đến CD bằng 2 trước đi nha. Tính độ dài dây CD. Rồi. Như vậy thì chúng ta sẽ tính cái gì đây? Chúng ta sẽ vẽ một cái đường đi qua tâm O, nghe không? Và vuông góc với dây AB thì hiển nhiên nó sẽ vuông góc với dây CD. Và cái khoảng cách từ hai cái giao điểm này sẽ là 22, thì đặt đây là điểm E, đây là điểm F, đây là tâm O. Rồi như vậy mình sẽ có là độ dài EF là bằng 22. Bây giờ chúng ta sẽ tính độ dài dây CD. Chúng ta có EF bằng 22, được chưa? EO thì hoàn toàn tính được, vậy sẽ suy ra được dây OF. Có OF, có OC thì sẽ suy ra được CF. Có CF thì suy ra CD. Thầy nối cái tam giác này cho chúng ta dùng cái tam giác vuông. Và cơ bản là ta sẽ sử dụng để đi Pythagore hết nha. Rồi, bài số 14. Theo định lý Pythagore, ta có EO sẽ bằng căn bậc 2 của OB bình trừ đi EB bình. Mà OB thì nó bằng 25, EB thì bằng một nửa AB, tức là bằng 20 bình. 25 bình mà trừ đi 20 bình thì bằng nhiêu? À, 16 bình, đúng không? 16. Có đơn vị không? Centi.
CROS. Như vậy CROS sẽ bằng là ES trừ đi EO. Mà ES thì nó bằng 22 để cho đúng không? Trừ đi EO vừa mới tính là 16. Như vậy 22 trừ 16 bằng 6. Rồi có OF, có OC. Như vậy tiếp tục suy ra CF sẽ bằng căn bậc 2 của OC bình trừ đi OF bình. OC thì nó bằng 25 bình trừ đi OF 6 bình. Rồi ta bấm máy tính. Căn bậc 2 của 25 bình trừ đi 6 bình. Sao bộ 5.89. Hôm nay mình đúng không ta? 25 bình trừ đi 20 bình 15 với 16 nha. Cái này trừ đi 15 dưới đây bằng 7. Nhưng em sửa lại nha. Đây là bằng 7. 25 bình trừ đi 7 bình. Rồi, như vậy chúng ta được cái độ dài CF là bằng 24. Như vậy suy ra CD hai lần CF tức là nó bằng 2 nhân với 24 là 48. Đó là bài số 14. Bài số 15. Cho hình 70. Nó sẽ hình 70. Trong đó hai đường tròn có cùng tâm O, tức là nó đồng tâm đó. Biết AB lớn hơn CD. Đầu AB đó. Đây. AB lớn hơn CD. Hãy so sánh các độ dài OH và OK. Nằm trong một đường tròn, dây lớn hơn thì khoảng cách tới tâm nó sẽ ngắn hơn, cho nên OH sẽ nhỏ hơn OK. Ý A OH nhỏ hơn O OK. Phải trả lời vì AB lớn hơn CD. Ý B ME và MF. ME và MF. Như vậy thì lúc này khoảng cách của ME đến tâm là OH, khoảng cách của MF tới tâm là OK, mà OH nó đã nhỏ hơn OK cho nên ME nó sẽ lớn hơn MF. ME lớn hơn MF vì OH. OH nhỏ hơn OK. Nhỏ hơn OK. MH và MK. MH và MK. Ở đây thì ME nó đã lớn hơn MF thì MH sẽ lớn hơn MK. Vì ME lớn hơn MF. Dạ. MH thì nó bằng 1/2 ME. MK thì bằng 1/2 MF. ME lớn MF thì MH lớn MK. Bài 16. Cho đường tròn O, điểm A nằm bên trong đường tròn, vẽ dây BC vuông góc với OA tại A, vẽ dây EF bất kỳ đi qua A và không vuông góc với OA, hãy so sánh độ dài BC và EF. Rồi chúng ta vẽ hình. Điểm A nằm bên trong đường tròn, chấm đại một cái điểm A
Thấy không? Mà rồi chúng ta sẽ vẽ cái dây BC vuông góc với OA tại A. Đây chính là OA. Rồi chúng ta sẽ dựng một cái dây vuông góc với OA và cắt cái đường tròn tại hai điểm BC. Vẽ dây ép bất kỳ đi qua A và không vuông góc với OA. Vẽ dây ép bất kỳ đi qua A. Như vậy thì chọn một cái điểm bất kỳ, được chưa? Chúng ta sẽ dựng một cái đường thẳng đi qua điểm A. Đây chính là điểm EF. Rồi, ta sẽ so sánh độ dài BC và EF. So sánh độ dài BC và EF. Như vậy để so sánh cái độ dài BC và EF thì chúng ta cần phải so sánh cái khoảng cách từ hai cái dây đến tâm, được chưa? Khoảng cách từ dây BC đến tâm là cái đoạn OA này, còn cái khoảng cách từ dây EF tới tâm thì chưa có, đây ta sẽ dựng, thấy không? Dựng cái khoảng cách từ tâm O đến dây EF, ta vẽ cái đường vuông góc xuống EF. Điểm này chính là để đặt đây là điểm gì các em? Điểm này có điểm A hả? Điểm H đi. Rồi, OH chính là khoảng cách từ tâm O đến dây EF. Như vậy bây giờ thay vì chúng ta so sánh dây BC với EF thì ta sẽ so sánh hai cái khoảng cách, thấy không? Khoảng cách thứ nhất là OA và tức là có đoạn so sánh cái đoạn OA và cái đoạn OH này thôi. Dễ dàng thấy OA thì nó lớn hơn OH do tam giác OHA này là tam giác vuông tại H, đúng chưa? OA chính là cạnh quyền thì nó lớn hơn cạnh góc vuông lớn hơn OH. Mà OA nó lớn hơn OH thì suy ra BC nó sẽ nhỏ hơn EF, thấy không? Có khoảng cách tới tâm mà càng lớn thì cái dây nó càng nhỏ. Vậy thôi, có bài số 16. Rồi các cái điểm thì dựng như hình vẽ, xét tam giác OHA, xét tam giác vuông. OHA có OA là cạnh quyền. Nên OA nó sẽ lớn hơn OH. Mà OA lớn hơn OH, suy ra BC nó sẽ nhỏ hơn EF. Khoảng cách tới tâm càng lớn thì cái dây nó sẽ càng nhỏ. Rồi, ta đã xong bài số 16, nghe không? Rồi ta kết thúc ở đây.